gia của Tanjiro, mình nghĩ chắc hệ lửa này mà. À, ok, một con thứ SP hệ lửa nha anh em. Đó, thì đây là anh đó đây anh em à, gắn cái trang bị vô nha. Rồi, ok, thì bây giờ mình sẽ sao được cái skill của cha của Tanjiro nha anh em. Mình sẽ cho vô trong đây luôn đi, lên lép một xíu này mà. Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại tiếp tục với tựa game Demon Slayer Movie phiên bản chung nha anh em. Chủng cứu tiểu vũ trụ và hôm nay nó ra một cái con tướng mới anh em ạ. Trước mắt thì mình không biết cái con quỷ này là con tướng gì luôn anh em ạ. Theo thông tin mình dịch được thì đây là Tanjiro Nakamen. Ồ, có cái chữ Tanjiro luôn anh em ạ. Khả năng cao là có cái bông tái này anh em. Vậy là khả năng cao là dòng họ của Tanjiro á anh em. Đó, Tanjiro. Rồi thì bây giờ mình sẽ xem bảy danh Google xem thử là đây là nhân vật nào anh em. Đây là cha của Tanjiro nè mà. Đây là cha của Tanjiro nha. Tanjiro Kamado. Sao trong này lại ghi là cái Nakamen ta? Tanjiro. Rồi ok. Rồi bữa nay nó ra tới cha của Tanjiro luôn rồi nè mà. Thôi thì bây giờ mình sẽ chiêu mộ em đó. Và mình sẽ review cho anh em xem nha. Ở đây thì mình có thể là mua được 5 giá. Mình nghĩ là 5 giá là mình có thể là chiêu mộ được cái con này rồi nè mà. Rồi, bây giờ mình sẽ chiêu mộ thử luôn. Mình gần đủ anh em. Mình chỉ việc thêm 5 lần nữa là mình sẽ chiêu mộ rồi, chắc chắn sẽ ra được con này. Liệu mình có nhân phẩm không? Không cần phải đủ mà vẫn có thể là chiêu mộ được anh em à. Ôi, đen quá, không được anh em à. Còn phải mua thêm 5 giá nữa. Ui, quá đen. Rồi, tiếp tục thôi anh em. Mình sẽ để dành lại 3 giá kia nha. Mình sẽ cái này mình xài luôn cũng được anh em à. Mình xài luôn vẫn được nha, nó vẫn tính nha anh em. Rồi ok, lần cuối cùng rồi. Lần này chắc chắn sẽ được con tướng này mà. Đó. Sau khi mà chiêu mộ xong thì mình không thể nào mà chiêu mộ tiếp được nha anh em. Đây, con này cũng ra hôm bữa ấy, nhưng mà mình không có chiêu mộ. Mình giờ mình chiêu mộ con mới. Cha của Tanjiro. Rồi, mình sẽ nhận được luôn cái túi này. Cái túi này mình sẽ nhận được một trong những cái này của anh em. Đây là cái túi mở ra để nhận những cái phần thưởng sau này mà. Mình sẽ nhận được hết cái đống luôn nha. Ok, bây giờ là mình sẽ vô, mình sẽ mở cái con tướng mới thôi anh em à. Đã mất tiêu rồi ta, chắc là mình cần phải vô trong cái túi để có thể là mở được. Đây là cái phiên bản chung nha anh em, phiên bản chung. Vì vậy mà mấy anh em là muốn chơi thì cần phải đăng ký được cái tài khoản chính game. Mà hiện tại thì bây giờ là tài khoản chính game nó không cho anh em Việt Nam chúng ta đăng ký nha anh em. Bắt buộc anh em chúng ta phải quen biết ở bên kia mới có thể đăng ký được anh em à. Bây giờ nó không cho anh em chúng ta xác nhận bằng cái số điện thoại máy dùng 84 nữa. Bây giờ muốn đăng ký cũng hơi bị khoai nè mà. Có lẽ là tài khoản chính game sắp tới sẽ có giá một chút anh em. Khó anh em ơi. Hình như là mình cũng vẫn còn một cái tài khoản. Tại hôm bữa mình làm video á, mình có đăng ký anh em. Mình có đăng ký nè, dư một cái tài khoản chính game á. Thì để cái gì mình sẽ xem thử còn xài được không. Xài được mình sẽ tặng cho bạn nào đó may mắn một xíu. Ủa, này chắc hệ lửa quá anh em. Già của Tanjiro mình nghĩ chắc hệ lửa này mà. À, ok, một con tướng SP hệ lửa nha anh em. Đó, thì đây là anh đó đây anh em à, gắn cái trang bị vô nha. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ sao được cái skill của cha của Tanjiro nha anh em. Mình sẽ cho vô trong đây luôn đi, lên lép một xíu này mà. Ủa, đây vô trong đây mình sẽ cho ổng lên lép xíu. Ủa, chỗ nào ta? Ủa, hình như là bẫy này anh em ơi, ở trong cái chỗ. Ủa, đâu ta? Rồi, ok, tự nhiên mình quên mất tiêu anh em à. Đó, đại sư phụ hơi lửa luôn anh em à. Rồi, vải thật sự giá lép 167 nha. Rồi, bây giờ thì mình sẽ soi được cái bộ skill của cha của Tanjiro sẽ là những cái skill gì đây. Ok, mở hết luôn nha anh em. Thì đầu tiên anh em ta sẽ soi được cái skill đầu tiên. Cầu nguyện, ra đòn ở hiệp 1, hạ nhiệt ở hiệp 2. Chắc là hiệp 2 sẽ không gây được cái đòn này quá anh em. Cái skill này á, thì nó sẽ truyền sức mạnh thần thánh. Sau khi mà một cái đơn vị ngẫu nhiên gây sát thương bằng 100% sức tấn công, nó sẽ phục hồi cái lượng máu bằng 50% sức tấn công của Tanjiro nha anh em. Tất cả đơn vị đồng minh một lượng tương đương bổ sung và phục hồi cho đơn vị đồng minh cái lượng HP thấp nhất hơn 50% sau khi mà giải phóng kỹ năng có lượng máu hơn sau khi mà giải phóng kỹ năng có lượng máu bằng 50% á, sức tấn công bằng 50% sức tấn công của Tanjiro nha anh em, của ông cha của Tanjiro này. Bên dưới này á, thì nó sẽ tăng lên thành 75%, 50 và ở đây là tăng lên 75 nha anh em. Đó.
bên dưới này cũng vậy anh em ạ. À, nó mở thêm cái khúc bên dưới này mà mình mở, sau khi mà giải phóng kỹ năng sẽ thêm một lớp bảo vệ cho tất cả đơn vị đồng minh đây mà, thêm một lớp thần lửa Kaguga cho chính xác là cho chính bạn và xóa bỏ hiệu ứng debuff từ một đơn vị đồng minh ngẫu nhiên. Đấy, xóa thêm cái hiệu ứng debuff luôn nha anh em. Ở trạng thái ngọn lửa bính cũ, một cái hiệu ứng debuff bổ sung sẽ bị xóa khỏi đơn vị đồng minh. Đấy, ngọn lửa bính cũ chắc là đây quá anh em. Đây là cái bảo vệ thần thánh à. Cái này mục tiêu chống lại sát thương tương đương với lại 200% sức tấn công của Tanjugo này mà. Đây, cái khiên này nó sẽ bảo vệ bằng với lại 200% đam của Tanjugo. Cái này đam càng to nó sẽ bảo vệ càng nhiều anh em. Và tiếp tục hấp thu sát thương, nhận nó khi mà còn tồn tại, hấp thụ là 100% sức tấn công của Tanjugo tồn tại trong hai lượt và không thể giải trừ anh em. Skill đầu tiên là dạng như là boost thôi anh em à. Còn skill thứ hai là skill thụ động. Chúc bạn luôn có một cái tương lai tươi sáng. Rồi nó dịch ngầu vải anh em ạ. Cái đầu tiên sẽ tăng tấn công là 10% anh em, HP 30%, tốc độ 10. Khi bắt đầu lượt Tanjugo, anh ta sẽ liên kết với đơn vị có tỷ lệ chí mạng cao nhất ngoài mình. Điều này sẽ kéo dài cho đến hết lượt nha anh em. Nó sẽ liên kết, sẽ làm cái gì đây? Liên kết. Phần thưởng hồi máu sẽ tăng thêm 20%, không để xua tan và tồn tại một hiệp anh em ạ. Ủa, liên kết vậy thôi anh em. Còn bên dưới này, mỗi khi mà mục tiêu liên kết nhận đòn chí mạng 1% sẽ giá trị giới hạn, sẽ giá trị giới hạn rồi mình nghĩ chắc là cái hồi nổ anh em à. Cái nổ để mà sử dụng thiệt kỹ này kia kiểu mình nghĩ là như vậy anh em à, sẽ được hồi phục của ông này, sẽ được hồi phục anh em à, của Tanjugo sẽ được hồi phục nha. Còn tiếp theo skill thứ ba này nó dài vãi chưởng này anh em. Ôi nó dài kinh khủng khiếp luôn anh em ơi. Quá là dài thôi anh em à. Để mình dịch từ từ nha anh em. Đầu tiên này là thuốc nhuộm màu đêm mà màn đêm. Wow, nghe ngầu vãi anh em. Tanjugo sẽ giải phóng sức mạnh thần lửa Kaguga, gây ra sát thương tương đương với lại 80% sức tấn công cho tất cả đơn vị địch và phóng ra Kaguga Barrier gì đó này mà tồn tại trong hai lượt. Trước mỗi hành động của đơn vị đồng minh trong kết giới, 10% máu tối đa sẽ được phục hồi sát thương nhận được. Khi mà tấn công, sát thương nhận vào khi mà bị tấn công sẽ bị kết giới chặn lại nha anh em. Ok, sát thương nhận vào sẽ bị kết giới này chặn lại. Giá trị chặn là tương đương với lại 100% sức tấn công của Tanjugo. Sau đó dựa vào cái lớp của thằng Kaguga mà Tanjugo sở hữu, có hiệu ứng bổ sung sẽ được kích hoạt 3 lớp. 3 lớp quả thằng Kaguga trở lên, loại bỏ một hiệu ứng debuff 6 lớp sẽ giảm 20% sức tấn công của tất cả đơn vị địch và thêm một cái lớp đốt cháy cho chúng. Đó, thằng nào quýnh là sẽ thêm một lớp đốt cháy nha anh em. Quá ghê hay luôn anh em à. Trong vòng 2 hiệp anh em à. Còn nếu mà 9 lớp quả thằng Kaguga trở lên á, tăng 20% sức tấn công cho tất cả đơn vị đồng minh. Tất cả các đoàn đánh đều có 50% xác suất cơ bản sẽ thêm một cái lớp đốt vào mục tiêu nha anh em. Còn cấp 12, thằng lửa Kaguga loại bỏ hiệu ứng debuff mà mỗi đơn vị của chúng ta nhận được và nó sẽ thêm spark cho tất cả đơn vị đồng minh. Spark là nào ta? Thêm cái spark là cái skill trời. Ủa. Spark. Mình nghĩ là chắc cái này của anh em. Nói nè anh em, bên đây nó viết hơi ngộ hơn bên đây xíu nha anh em. Nhưng mà nói chung nhìn cũng khá giống anh em à. Đây. Đó. Thì đầu tiên sẽ là cái gầu trắng Kaguga nè anh em, thằng lửa bảo vệ đơn vị đồng minh. Cái này thì không có cộng gì hết anh em nè, nó chỉ là một cái lớp thôi đó, cộng càng nhiều lớp thì sẽ càng xịn. Còn cái skill thứ hai là cái sóng nhiệt anh em à. Đây, cái sức tấn công sẽ giảm 20% anh em. Cái đốt cháy này là giảm 15% sức tấn công của người thi triển mỗi hiệp, như là giảm sức tấn công của Tanjugo ta, chắc vậy với em. Tại vì cái này là giảm sức tấn công của người thi triển anh em à, giảm mất 15% máu, mất 15% máu tấn công của người thi triển mỗi lần. À, chắc là có thể là đốt anh em mà, tại vì đốt cháy anh em, đốt cháy 15% HP của cái người mà bị dính cái này anh em mà. Đó. Còn cái này là lửa đốt cháy đồng cỏ anh em, sức tấn công sẽ tăng thêm 20% và cái đoàn đánh sẽ có tăng xác suất là 50% đốt cháy anh em vào mục tiêu. Quá dữ anh em mà. Nó sẽ boost khá nhiều luôn anh em. Tính ra là cái ông này dạng như là một cái con tướng boost thôi anh em mà. Các cái skill đa số là boost thôi. Đây, cái skill thứ tư này anh em, đây là tâm trạng trong sáng. Ôi trời, Tanjugo có thể sử dụng quả thằng Kaguga được truyền từ đời này sang đời khác,
trong gia tộc Kamado. Khi mà trận chiến bắt đầu, Tanjugo sẽ có một cái thằng quả thằng Kaguga, cái thằng quả thằng bên kia anh em. Sau cái lớp hành động đầu tiên mỗi hiệp, Tanjugo sẽ nhận được một cái lớp quả thằng mới nha anh em. Cái này là cộng dồn tối đa tới 12 lớp luôn anh em ạ. 12 lớp nó sẽ xuống tới cái thằng bên kia đó anh em. Đó. Mỗi khi mà đơn vị đồng minh hành động, Tanjugo sẽ phục hồi 10% giá trị giới hạn. Mình nghĩ chắc giá trị giới hạn là cái nộ đó anh em của mình. Mỗi khi mà đơn vị đồng minh hành động, nếu giá trị giới hạn của Tanjugo lớn hơn 10% và có đơn vị và có các đơn vị có lượng máu dưới 5% thì nó sẽ tiêu tốn 10% giá trị giới hạn để phục hồi máu bằng 50% sức tấn công của Tanjugo cho các đơn vị đồng minh mà có máu thấp đó là nè. Nếu mà giá trị giới hạn của Tanjugo đạt 100%, lượt của anh ta lúc đầu sẽ là 80% giá trị giới hạn. Mình chắc là ra đòn với 80% giá trị giới hạn anh em ạ. Hiện tại và sẽ sử dụng được ngay lập tức thêm một cái lớp spark cho tất cả đơn vị đồng minh. Thêm lớp spark là nào ta? À, lớp spark là cái này nè anh em ạ. Đây. Nó lớp spark là cái này. Tia lửa, gọi là tia lửa nha anh em, khiến cho cơ thể chịu sát thương tương đương với lại 400% sức tấn công của cái này dính cái tia lửa này sẽ chịu 400% sức tấn bằng tương đương với lại 400% sức tấn công của Tanjugo anh em. Tồn tại 2 hiệp không thể giải trừ anh em ạ. Sau khi mà hết giới hạn thời hạn, người mang khiên, người mang cái này sẽ phục hồi máu bằng giá trị giới hạn khiên còn lại. Người mang khiên. Khiên chịu sát thương. À, cái khiên, cái này là dạng như cái khiên anh em ạ, cái khiên giống như là cái tia lửa anh em. Cái khiên nha, nó chịu sát thương giùm anh em ạ bằng 400% sức tấn công của Tanjugo á. Đấy. Còn bên trên là thằng lửa Kaguga, sức tấn công giảm tăng 5%, giảm sát thương 5%, có thể cộng dồn tối đa tới 12 lần vào 10 lần là 50-60% anh em, tính này nó cũng khá là nhiều anh em. Còn cái skill cuối là cái skill giảm như là skill thụ động anh em, HP tăng 2%, tấn công 1%, tốc độ 5 điểm nè. Đấy, nó cứ cộng dài xuống dưới, bên dưới này thì nó có thêm cái sát thương tăng 5% anh em, giảm sát thương 4%, giảm sát thương 3%, giảm sát thương 2%. Còn cái trên đầu thì không có gì hết. Đó, thì đây còn tướng. Ủa, không nhìn thấy được cái mặt anh em. À, nhìn thấy được cái bên hông xíu nha. Khi mở cái đòn nó sẽ như thế nào ta? Đây bây giờ mình sẽ vô, mình sẽ test thử em nó khi mà vô trận như thế nào đây anh em. Để bây giờ mình sẽ thử nha. Sắp xếp cái đội hình là cái đã anh em à. Để vô đây mình xem thử đi. Bỏ bớt con Kyuzugo đi anh em à. Ojitsu đi anh em, mình sẽ đưa ổng vô. Đây, đó. Rồi, bây giờ mình sẽ xem thử là đánh đấm như thế nào đây. Để X1 thì thôi nha anh em. Bên đây thì nó có hệ thống pet luôn rồi này mà. Bên kia thì nó chưa có. Ui là mèn. Chọt phát chết ngắt hết luôn rồi. Lấy gì đánh đấm nha anh em. Chắc phải vô trong đấu trường. Ê, đã. Đây nè anh em. Cái giá trị giới hạn là cái này nè anh em à. Đó. Hình như là cái này thì phải anh em. Đây, cái lớp gì nè. Mực cộng lên được 2 tầng rồi nè anh em. Rồi, ok. Đấy, bây giờ mình sẽ vô trong đấu trường mình giao lưu để cho anh em thấy nó sẽ lâu hơn xíu. Trong cái ải đó thì nó hơi dễ quá anh em à. Không biết dòng này có thằng nào chung băng với mình không nữa. Bang này, hai này chung băng, có thằng kia khác băng xíu. Rồi thì bây giờ mình sẽ quýnh được cái bạn này. Ôi trời, 300 mấy ca được chiến, 3 triệu mấy gì nè. 100 mấy đi anh em, cho nó nhẹ hơn xíu. Bên này mình vừa mới nhận được cái skin của Shinobu hoàn toàn miễn phí nha anh em. Skin miễn phí luôn. Ui chết đây. Ôi chết này anh em à, mình quên sắp xếp được cái đội hình đó. Thôi bây giờ mình sẽ vô đây đi. Vô đây đi. Đó. Vô đây quýnh cái này anh em à, quýnh cái này nha. Sắp xếp cái đội hình lại. Ôi cái lộn cái này càng quét. Ui giờ này còn xài mấy cái đội hình này nữa anh em. Để sắp xếp mấy con này lại nha. Bỏ con Phượng Hoàng đó luôn. Đưa con cờ hóa vô. Đây, cờ hóa. Rồi sắp xếp cái team lại Shinobu ông già. Rồi ok. Đây mình đang sẽ sử dụng Daki cho em nó tăng cơ anh em ạ. Chó dùng mấy đầu vô con chó nó quýt. Ôi trời ơi, cái skin của cái này nó ra chiêu đẹp vãi anh em ạ. Shinobu nó ra đòn đẹp kia luôn anh em. Ấy đây cái cách nó thắt nói anh em, kết nối với lại nhau rồi anh em. Đó. Cái kết nối nha anh em. Lên được 2 tầng rồi anh em ạ. Cái ống này là cái giá trị giới hạn anh em à. Tới giờ mình mới biết cái ống này. Mấy con nào mà có cái giá trị giới hạn sẽ có thêm cái ống này bên dưới. Đó, giống như là cái ống nội đó anh em. Trời ơi, mới vô chơi trong suy sụp rồi anh em à. Wow,
Shinobu cái skin này cái đòn đẹp vãi nha, mà quá dữ luôn anh em. Daiki rồi luôn, ông già này ổng bị suy sụp luôn rồi anh em à. Rồi mình sẽ quấn lại một cái trận mới đi. Mới đầu vô là nó tắt kết nối liền nha anh em, nó kết nối với nhau liền nha anh em à. Kết nối thì nó cộng gì đó là anh em có thể xem lại khúc nãy mình có nói về cái skill này. Shinobu đam to vãi chướng anh em à. Wow, đam đơn anh em mà đam bé vãi, dạng như là boost là chính anh em à. Đánh đấm thì nó cũng không có ngon gì mấy, chắc là do ít sao quá cho nên là đam bé, với lại không có đồ đạc này kia kiểu anh em. Đam đơn này là không khoái anh em à, mình khoái mấy con mà có khả năng là đam diện rộng sẽ ngon hơn. Ôi ôi, Shinobu nó còn liên kích nữa, kinh vãi anh em. À, hồi máu này anh em, hồi máu cho con này anh em, liên kết với lại đằng này Kyuzugo. Khi mà Kyuzugo ra đoạn sẽ hồi máu. Trời, wow, skill lửa đốt đẹp vãi anh em à, full team luôn anh em. Có khả năng là sẽ đốt cháy cái địch cho anh em. Quá đỉnh, quá đỉnh. Đấy, cái ống với giá trị giới hạn đến ngày hôm nay mình mới biết được cái ống này là cái ống giá trị giới hạn anh em à. Đây, đam đơn đốt cháy vẫn là hai tầng anh em, hai tầng lửa kết nối. Đây, kết nối là cái này nha anh em, kết nối là cái thắt rút này nha, còn cái này là mình không biết là cái gì nè. Đây, tăng lửa lên. Wow, Shinobu đam ghê vãi anh em à. Không, nếu mà mấy anh em nam dân thì dồn nuôi Shinobu là ngon lành luôn. Daiki để tăng cơ. Ôi, đây là skill của ổng này anh em, đam full team nha anh em, đam full team. Có đốt cháy không? Không, mình thấy như là không có đốt cháy anh em à. Cái tỷ lệ đốt cháy khá thấp. Ôi, à này, mấy cái cục lửa dưới đất này anh em. Đây, mấy cái ngọn lửa dưới đất nè. Rồi, để bây giờ mình xem được mấy cái ngọn lửa dưới đất là cái gì đây. Nãy mình không có nhớ hết được anh em, nó nhiều quá cho nên là mình dịch tên đi đó. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ ra mình xem được cái skill cái ngọn lửa dưới đất là cái nào ta, để xem hình đi anh em à. Nhiều khi xem hình nó sẽ cái này không ta, ở đây thì không có cái nào khó chứ anh em à. Ở đây thì có cái xì bắt nè, khiên lửa anh em à. À, còn cái đốt cháy này nữa này mà. Cái đốt cháy này là gì đây? Đốt cháy giảm 15% sức tấn công của người thi triển mỗi hiệp. Chiếc khiên có thể là chịu được sát thương tương đương với lại chiếc khiên. Ủa, mấy cái cục lửa dưới đất là mình không biết cái giống gì đâu anh em. Cái này thì mình thấy dính lên người của đồng minh này kia, kiểu này liên kết anh em. Liên kết thì nãy mình cũng thấy rồi. Còn không biết mấy cái cục lửa mình đặt dưới đất đó là cái gì đâu anh em. Đây là cái lớp nè, nó sẽ cộng tối đa là 12 lần đó anh em. Đó, mỗi lần nó sẽ tăng 5% tấn công và giảm 5% sát thương, cũng ok. Thì đây là xương xương về con tướng thôi anh em à. Anh em nào muốn chi tiết hơn thì trải nghiệm thôi. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc video ngày hôm nay nha. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo về tựa game Demon Slayer Movie phiên bản chung, và sắp tới nữa cũng ra một cái phiên bản Việt, nhưng mà hình như là mình thấy nó khác, nó không giống so với cái phiên bản này cho lắm anh em à. Vì vậy mà tới đó ra lại anh em chúng ta sẽ lại trải nghiệm một cái con game đó nữa. Thôi, còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Tạm biệt anh em. Bye bye anh em.